Thưa quý vị, thưa các bạn, với diện tích gần 30.000 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái, cây quế không những có giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái, giữ đất, giữ nước ở những vùng đồi núi dốc, bảo tồn và phát triển sự đa dạng của nguồn gen quý của cây bản địa, đồng thời góp phần quan trọng giúp nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều hộ gia đình thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng quế, hàng ngàn gia đình có cuộc sống ổn định và trở nên giàu có nhờ cây quế. So với nhiều cây trồng khác, cây quế đã mang lại cho người dân một nguồn thu lớn và ổn định. Để nâng cao giá trị cây quế, tỉnh Yên Bái đã xây dựng thương hiệu cho cây quế. Vùng quế Văn Yên từ vài chục năm nay đã nổi tiếng trên thế giới. Tháng 1 năm 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã có quyết định chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên. Song song với đó, tỉnh còn chú trọng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mang sản phẩm quế Yên Bái quảng bá đến khắp thị trường trong và ngoài nước. Cây quế của tỉnh Yên Bái được xác định là một cây công nghiệp có thế mạnh và tiềm năng của tỉnh Yên Bái. Và trong thời gian vừa qua thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương là tăng cường và đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh các cái cây quế cũng như các sản phẩm từ quế đến với thị trường trong nước và nước ngoài, với các hình thức là đưa các cái hình ảnh và các sản phẩm quế lên các cái trang website của sở và cũng bằng cái bài viết bản tin cho các cái báo của trung ương cũng như của địa phương, và tăng cường giới thiệu các cái sản phẩm quế và cây quế đến với các cái hội chợ trong nước và quốc tế nhằm làm sao đưa cái sản phẩm quế đến với lại thị trường trong nước và nước ngoài. Mới đây nhất tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ hội quế Yên Bái 2015 nhằm tôn vinh các sản phẩm quế Yên Bái đến với khách trong và ngoài nước. Huyện Văn Yên tổ chức lễ hội quế lần thứ nhất với cái mục đích là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng cây quế cũng như là sản phẩm quế của Văn Yên đối với du khách cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Và từ đó thì tôn vinh cái người trồng quế cũng như là tôn vinh những cái doanh nghiệp đã có nhiều công lao trong cái việc gắn bó với người trồng quế cũng như là phát triển cây quế của huyện Văn Yên. Đấy, thông qua những cái hoạt động như vậy thì tăng cường cái sự hiểu biết và sự liên kết giữa các doanh nghiệp thu mua chế biến quế với người trồng quế để mà tăng cái giá trị cho sản phẩm quế của Văn Yên trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người trồng quế. Huyện và Sở Công Thương tỉnh Yên Bái là cũng có những cái chương trình động viên, khuyến khích và tuyên truyền quảng bá và cũng giới thiệu, có những cái tiếp xúc với tất cả những cái khách nước ngoài và có những cái chương trình để xúc tiến thương mại, thì cũng được là phía Sở Công Thương cũng có những cái hướng định hướng đó cho chúng tôi, và phía huyện cũng có những cái định hướng chương trình đó để chúng tôi có những cái cụ thể để tiếp cận được với những cái khách nước ngoài nhiều hơn. Công ty tôi là tham gia với lễ hội lần này nhằm quảng bá các sản phẩm của công ty được đưa ra ngoài thị trường và được cùng các bạn hàng được tiêu dùng và sử dụng nhiều hơn. Sản phẩm quế của Văn Yên chủ yếu vẫn là sản phẩm thô, sơ chế, mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 4.500 đến 5.000 tấn các loại, doanh thu hàng chục tỷ đồng. Với diện tích quế lớn nhất cả nước, quế Văn Yên không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều nước châu Âu khác. Cây quế hiện không còn là cây xóa đói giảm nghèo mà là cây chủ lực cho phát triển kinh tế địa phương. Điều này thì đã được khẳng định trên thực tế là hiện nay cái thu nhập của đồng bào ở vùng quế thì đã có những cái thu nhập giá trị rất cao từ cây quế. Nhất là từ năm 2010 mà khi quế Văn Yên được cấp bằng chỉ dẫn địa lý thì sản phẩm quế đã được tiêu thụ với cái giá trị cao hơn. Thế và chúng tôi cũng đang hy vọng là trong tương lai khi mà cái thương hiệu này đã được bảo hộ ở trên thị trường quốc tế thì cây quế của Văn Yên sẽ là một trong những cây không chỉ là xóa đói giảm nghèo mà là một cái cây làm giàu cho người dân Văn Yên.
Do xác định quế là cây trồng chủ lực của tỉnh, nên Yên Bái rất chú trọng trồng và phát triển diện tích trồng quế. Đặc biệt, phát triển sản xuất quế theo hướng bền vững và tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đưa sản phẩm quế Yên Bái thâm nhập vào thị trường phát triển như là châu Âu, Mỹ. Bên cạnh đó, chú trọng gắn sản xuất quế với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây quế. Tuy nhiên, để phát triển cây quế một cách bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao, Yên Bái cần có những cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp đủ mạnh đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sâu sản phẩm tinh dầu quế, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng quế trên địa bàn. Những hướng đi đó sẽ mang lại nhiều triển vọng cho cây quế phát triển đúng với tiềm năng và người dân sẽ yên tâm trồng, phát triển vững chắc diện tích quế, đem lại hiệu quả lâu dài, góp phần xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn.